cái visa bất kỳ. Đó, thì bên dưới ở phần visa nó sẽ có link của shop này. Đó, và cho mọi người một tin rất vui đó là shop sáng và shop nâu đã về rồi nhá. Ok, đây. Ok, shop sáng và shop nâu ở bên Jimmy đã về rồi, một tin rất là vui. Tiếp theo là bộ áo của Jimmy rồi này. Ok, vừa tặng vừa mua cho mọi người nhá. Ok, bộ áo này cảm rất là nam tính, mọi người thấy khỏe và đẹp thì mọi người cứ mua thôi. Đấy, tiếp theo là cái bộ áo nãy đã về mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, nó là vải thêu rồi ạ, nên là nó sẽ là cái chất thêu, cái in logo này nó sẽ là chất thêu rồi ạ, nên dùng nên là chung là mặc vào khá sướng nhá. Rồi cuối cùng thì có rất nhiều mẫu giày hiện tại bên Jimmy đã sẵn có nhá, tại vì rất nhiều mẫu giày mới đã về rồi. Để mọi người thắc mắc gì thì cứ nhắn tin trực tiếp ở Shopee đấy, thì sẽ có nhân viên trả lời cho mọi người nhá. Rồi còn bây giờ thì vào video nào. Được cái ví ấy, cái ví, nhưng mà cái lưu ý đó là liên kết được cái ví Shopee ấy thì các bạn phải liên kết cái số điện thoại của các bạn ấy, nó phải trùng với cái số điện thoại đăng ký ở ngân hàng thôi thì mới được đó, nó khoai ở cái như vậy. Nên là hôm nay Jim mới đi đăng ký được, nó rất là lâu, nó mất khoảng hơn tuần. Đó, nên là hôm nay Jim sẽ đi đăng ký thôi. Hôm nay trời Hà Nội bắt đầu là nắng nóng rồi mọi người ạ. Đấy. Mang đi mà. Chết mất thôi. Nghe lời chú bảo vệ thì mình sẽ mang gâu đi vùng đi vào mà. Đi giao hàng xe này chứ. Ô. À, chơi cá ruộng nhé. Không, đi xe đi. Thi thoảng đi thôi chứ hôm nào đi thì không đủ tiền xăng đâu. Có xe đi giao hàng mà. Nói chung là đi tầm này thì bị lỗ. Nhưng mà vẫn đi. Đúng, vẫn đi. Đúng rồi. Ờ,
đúng rồi đúng rồi. Ờ anh bây giờ đi vào đăng ký Shopee Food. Ờ được, ok. Anh cầm nhá. 1, 2. À, đông ngay. Ok, cảm ơn em nhá. Dạ. Lỗ thì vẫn lỗ đây nhưng mà thích thì đi thôi. Đéo tin. Thích con gì đây? Đừng mình sẽ lên tầng thêm. Đừng vãi trưởng. Mình sẽ còn chờ. Đúng quá. Thì đợi xem như thế nào. Người này là có hộp rồi nè. Mình vãi chưa đúng rồi. Lâu quá. 2 hours later. Đăng ký xong rồi, giờ đi về. Đi đang trong nhà vệ sinh. Ok, đi về thôi. Để làm bài kiểm tra đã. Trước khi muốn chạy thì phải làm một bài kiểm tra nữa mọi người nhé. Xong rồi mới chạy được. Chị lên hay chị xuống? Mình xuống. Bao nhiêu câu ấy? À, hôm trước khi em đăng ký thì em đã trả lời được 9 trên 10 rồi đấy. Thì hôm nay lại phải đăng ký lại. Ờ, tức là sẽ có một bài đấy là bài khác, còn các bạn ấy sẽ gửi cho em. À, em đăng ký tham gia part time hay là half? Part time thì phải theo hướng dẫn của các bạn thôi, tại vì chị cũng không có chuyên về cái đấy ấy. Vâng. Thì thường là các em phải đặt câu hỏi, sau đó thì mới được gửi mail hoặc là gửi các thông tin để các bác ấy. Vâng. Cái chú bảo vệ này. Thì có 2 bài kiểm tra đấy. À thế à? Chào chú nhá. Chú này chú ý mất 100.000 với anh bảo vệ kia. Tám giờ với mình là lấy xe đấy để chạy thì đúng, lấy xe đấy để chạy mà. Vậy nhá. Ờ, ra đi. Này được xem không? Không được đâu. Con cái này của anh nhỉ? Hả? Cái này của anh nhỉ? Ờ. Bao tiền hả chú? 5.000. Đấy, bây giờ thì chạy về thôi. Đâu rồi nhỉ? Để này cần được quá. Về là phải đi uống nước mọi người ạ. Ok. Nhưng mà có vẻ là nóng quá, mặc quần này nóng vãi. Bắt đầu mình sẽ làm bài kiểm tra như đi học. Xong mai bắt đầu chạy được. Chào mọi người nhá. Ừ. Yêu ấy.
2 hours later. Cái này là 15 đúng không anh? Không, 15 hai mấy.